Xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Mở đầu là những tin chính sẽ phát trong chương trình. Đã xác nhận tàu Vinalight Queen bị chìm cùng 22 thuyền viên Đậu Ngọc Hùng đã được tàu nước ngoài cứu thoát. Theo thuyền viên Đậu Ngọc Hùng, tàu Vinalight Queen đã bị chìm lúc 7 giờ sáng ngày 25 tháng 12 do bị nghiêng trái quá lớn. Truyền hình Thông tấn đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI năm 2011 và định hướng thu hút trong giai đoạn tới. Theo đó, năm 2011, Việt Nam thu hút được gần 14,7 tỷ đô la vốn đăng ký, bằng 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội triển khai mạnh mẽ các phương án cụ thể, đặc biệt tập trung tăng cường xử lý các vi phạm xe khách, một trong những vấn đề phức tạp về giao thông vào thời điểm cận Tết. Ủy ban Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên hôm nay tuyên bố nước này sẽ không thay đổi chính sách với Hàn Quốc và các nước phương Tây. Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng chính thức công nhận Kim Jong-un, con trai của chủ tịch quá cố Kim Jong-il, là lãnh đạo tối cao mới. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thông tin về vụ tàu Vinalight Queen mang cờ Việt Nam bị mất liên lạc tại vùng biển Đông Bắc, đảo Luzon của Philippines. Đến thời điểm này thì con tàu đã được xác nhận là bị chìm cùng 22 thuyền viên. Phóng viên truyền hình Thông tấn đã phỏng vấn Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, ông Nguyễn Anh Vũ. Sau đây là nội dung của phỏng vấn. Alo, tôi nghe đây ạ. Vâng, anh Vũ ạ, em bên truyền hình Thông tấn xã, em chuẩn bị ghi âm anh nhé. Anh sẵn sàng chưa ạ? Vâng, tôi nghe đây. Thưa ông, tình hình mới nhất về tàu Vinalight Queen hiện nay là như thế nào ạ? Tình hình mới nhất là lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12, tàu London Carriage khi hành trình đến vị trí cách vị trí tàu Vinalight Queen mất liên lạc 350 km về hướng Tây đã vớt được thuyền viên tên là Đậu Ngọc Hùng trên bè cứu sinh. Lúc 15 giờ 20 phút cùng ngày, Trung tâm phối hợp tìm kiếm nạn hàng hải Việt Nam đã liên lạc trực tiếp qua điện thoại vệ tinh với thuyền viên Đậu Ngọc Hùng và đã cho thuyền viên Đậu Ngọc Hùng liên lạc với gia đình ở tại quê. Cả thuyền viên Đậu Ngọc Hùng đang trong tình trạng tốt. Thuyền viên Đậu Ngọc Hùng cho biết tàu lúc 7 giờ sáng ngày 25 tháng 12 bị nghiêng mạn trái và chìm nhanh. Thuyền viên Đậu Ngọc Hùng đã thoát được qua ra mạn phải và lên được bè cứu sinh và trôi từ 7 giờ sáng ngày 25 tháng 12 cho đến nay, cho đến 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12 hôm nay là được tàu London Carriage cứu lên tàu và hiện nay tàu London Carriage đang hành trình về Singapore. Dự kiến khoảng khi nào thì tàu London Carriage về đến Singapore và có cái tiếp xúc đầu tiên với thuyền viên còn sống sót ạ? Dự kiến tàu London Carriage hành trình đến Singapore trong khoảng 30 giờ đồng hồ tới. Vâng, vậy thì những nguyên nhân ban đầu là được xác định như thế nào ạ? Nguyên nhân ban đầu được thuyền viên Đậu Ngọc Hùng cho biết là tàu nghiêng mạn trái và lật nhanh. Vâng, sắp tới trước mắt thì các cơ quan chức năng và những các cơ quan liên quan sẽ triển khai giải quyết cái hậu quả này như thế nào ạ? Phương hướng ạ? Ngay lập tức chúng tôi đã điện hỏa tốc cho tất cả các lực lượng tìm kiếm cứu nạn khu vực, trong đó đặc biệt là Đài Loan, Nhật Bản, Philippines, Trung Quốc thông báo chính thức tàu Vinalight Queen của chúng ta đã bị chìm và đề nghị các lực lượng tìm kiếm cứu nạn cử lực lượng phương tiện đến cứu nạn khẩn cấp. Vâng, theo nhận định của các ông thì khả năng những người sống sót là có khả năng còn nhiều không ạ? Nhất là những cái thông tin mà thuyền viên còn sống sót trên tàu Đậu Ngọc Hùng thông báo là hiện nay chúng ta có thể hy vọng gì thêm những người sống sót không ạ? Khả năng sống sót vẫn còn. Thế tuy nhiên thì hết sức mong manh, chúng tôi cũng đã cố gắng nỗ lực hết sức mình để mà tìm bất cứ một cơ hội nào có thể hỗ trợ giúp cứu giúp được thuyền viên có cơ hội sống sót tại cái vị trí tàu bị nạn. Vâng, thưa ông có thể đánh giá ban đầu về cái tai nạn này được không ạ? Đây là một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.
Ngay sau khi mà tiếp cận thông tin thì chính phủ, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn Việt Nam đã làm hết sức mình, đã có một sự phối hợp rất là hoàn hảo với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải trong khu vực. Chúng ta đã nhận được sự trợ giúp đặc biệt quý giá của Nhật Bản và các nước bạn, và cho đến nay thì đã có những kết quả ban đầu. Dạ vâng, xin cảm ơn ông và mong ông tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên với truyền hình thông tấn. Xin một lần nữa cảm ơn ông. Vâng, xin cảm ơn anh. Thông tin chi tiết về tàu Vinalize Queen bị chìm sẽ tiếp tục được truyền hình thông tấn cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 12 tại Hà Nội, Cục Đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI năm 2011 và định hướng thu hút trong giai đoạn tới. Năm 2011, Việt Nam thu hút được gần 14,7 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký, bằng 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vốn cấp mới đạt gần 11,6 tỷ đô la Mỹ, vốn tăng thêm đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, vốn giải ngân của các dự án vẫn duy trì ở mức 11 tỷ đô la Mỹ, tương đương với con số của năm 2010. Một trong những điểm nổi bật của năm 2011 là xu hướng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án quy mô lớn và rất lớn với quy mô vốn đăng ký hàng tỷ đô la Mỹ đã giảm hẳn. Cơ cấu nguồn vốn đăng ký đã có chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng của các ngành công nghiệp, chế biến, chế tạo và xây dựng, trong khi vốn đăng ký trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản giảm mạnh so với những năm trước. Cụ thể, vốn đăng ký trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến, chế tạo và xây dựng bằng 76,4%, còn kinh doanh bất động sản chỉ chiếm 5,8% tổng vốn đăng ký. Đối với dự án bất động sản, đấy là một cái lĩnh vực mà rất là nhạy cảm. Thì trong quá trình vừa qua chúng ta đã có bổ sung một số nội dung đề nghị trong quá trình cấp phép, ta phải đưa vào một cái điều kiện là phải có ký quỹ. Bởi vì là các dự án đầu tư là bây giờ luật nó xem lại luật của chúng ta, luật xây dựng, luật nhà ở, luật các luật liên quan đến bất động sản, kinh doanh bất động sản có nhiều điểm cũng thông thoáng quá do cái nhu cầu cải cách hành chính. Nhưng mà thông thoáng là vì áp dụng chung cả đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài. Đôi khi đầu tư nước ngoài người ta lợi dụng cái thông thoáng đó, đâm ra là người ta cũng được cấp phép và cuối cùng không triển khai. Đề cập tới các biện pháp để chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp FDI, trong đó có vấn đề phát hiện và xử lý các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết công tác này đang gặp nhiều trở ngại. Vừa rồi chúng ta đi thì mới thấy nhận dạng là các loại hình, một số loại hình mà ta cảm giác rằng đấy là chuyển giá. Đấy là nhận dạng thôi, tức là theo hướng là chúng ta chưa không dám kết luận, bởi vì khi kết luận là có một số các doanh nghiệp ta phản ứng. Đâm ra chúng tôi phải rất tế nhị khi mà tiếp cận các doanh nghiệp để mà nêu cái vấn đề này. Đấy, phải nói thật là khi mà chúng ta có bằng chứng cụ thể thì chúng ta mới kết luận được. Chứ không thì nó ảnh hưởng tới uy tín doanh nghiệp, cũng ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Cho nên vấn đề này thì đây là một vấn đề nóng bỏng. Bộ đầy chính phủ đã chỉ đạo và Bộ Tài chính cùng các bộ ngành đang coi như phối hợp rất chặt chẽ, thường xuyên để mà triển khai công tác này. Năm 2012, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở mức từ 15 đến 16 tỷ đô la Mỹ với trọng tâm duy trì tốc độ giải ngân của các dự án. Theo chỉ thị của Thủ tướng, việc thu hút FDI sẽ không đặt nặng về lượng vốn đăng ký. Đồng thời, thu hút FDI có chọn lọc, định hướng vào những lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực. Hạn chế thu hút vào những lĩnh vực phi sản xuất, làm gia tăng nhập siêu, sử dụng không hiệu quả tài nguyên và đất đai. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo vụ hợp tác quốc tế, Cục Trồng trọt phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 4 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Hậu Giang nhanh chóng thực hiện các hoạt động tiếp nhận hỗ trợ khẩn cấp từ chính phủ Đan Mạch để khôi phục sản xuất lúa sau đợt lũ lụt năm 2011. Theo đó, Đan Mạch hỗ trợ 28 tỷ đồng cho 4 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Hậu Giang để mua giống lúa cấp cho nông dân khôi phục sản xuất lúa sau lũ, tập huấn cho nông dân và kiểm tra giám sát thực hiện hoạt động. Việc phân bổ kinh phí theo tỷ lệ diện tích lúa bị mất trắng, trong đó An Giang 55,8%, Đồng Tháp 25,7%, Kiên Giang 12,3% và Hậu Giang 6,2%. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ từ ngày 15 tháng 12 năm 2011 đến ngày 1 tháng 8 năm 2012. Dự kiến sẽ có khoảng 80.000 hộ nông dân ở 4 tỉnh nhận được hỗ trợ về giống lúa và đào tạo hướng dẫn kỹ thuật. Vụ hợp tác quốc tế Cục Trồng trọt sẽ là hai đơn vị chịu trách nhiệm giám sát đối với hoạt động hỗ trợ này. Cục Trồng trọt hướng dẫn các sở nông nghiệp 4 tỉnh trên xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng kinh phí hỗ trợ theo nội dung thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn 2 ngày nữa là bước sang năm mới 2012. Cả nước sẽ đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện kế hoạch hành động năm an toàn giao thông. Trước thời điểm quan trọng này, ngày 30 tháng 12, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã cùng ký với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một chương trình hành động. Sự vào cuộc của các đoàn thể thành viên Mặt trận Tổ quốc được kỳ vọng là sẽ tạo bước chuyển biến trong thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trong phạm vi cả nước và chống ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn. Từ nhiều năm nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng với các cấp ngành đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông và cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn còn nghiêm trọng, mỗi ngày cướp đi sinh mạng của hơn 30 người và làm bị thương hàng chục người khác. Tổn thất này đã trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình, người thân và xã hội Việt Nam. Chính vì vậy, Chính phủ đã lấy năm 2012 là năm an toàn giao thông, đề ra đồng bộ các biện pháp để tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhằm thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trong phạm vi cả nước và giảm thiểu ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền các cấp ngay từ ngày đầu tháng đầu năm 2012 tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách và lâu dài mà Chính phủ đã đề ra. Nhiều năm qua, nhiều tổ chức các đoàn thể như thanh niên, sinh viên tình nguyện đã tham gia công tác đảm bảo an toàn giao thông. Với việc ký kết lần này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội cùng tham gia. Bên cạnh cái vận động nhân dân để thực hiện cái nề nếp giao thông và văn hóa giao thông đó, thì chúng tôi cũng yêu cầu và cũng đề nghị rằng là Chính phủ cũng như Ủy ban An toàn giao thông là yêu cầu các cơ quan là bảo vệ pháp luật phải làm tốt và làm nghiêm. Những cơ quan bảo vệ pháp luật phải gương mẫu trong vấn đề thực hiện cũng như là những hành vi về công vụ của mình để làm sao đó là từ cái môi trường của mỗi người dân đến là toàn xã hội của chúng ta, những cơ quan mà gọi là duy trì bảo vệ pháp luật thật nghiêm thì chúng ta mới là đem tới được cái thắng lợi tốt đẹp. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm sao để hoạt động giao thông đi vào thường xuyên ổn định, không mang tính phong trào. Trong cái chương trình phối hợp lần này ấy, thì rút kinh nghiệm qua cái tổng kết 10 năm vừa qua thì chúng tôi sẽ nhân lên những cái địa phương và những cái mô hình đã làm tốt. Còn những cái nơi phối hợp chưa chặt chẽ và hoạt động còn yếu thì chúng tôi cũng sẽ có những cái biện pháp, đặc biệt là cung cấp cái tài liệu tuyên truyền và sử dụng cái hệ thống cán bộ mặt trận, hệ thống cán bộ đoàn thể và những người uy tín trong cộng đồng để làm công tác tuyên truyền vận động. Trong chương trình phối hợp của hai cơ quan ấy, đã nêu rõ là trách nhiệm của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia là tạo ra một cái sự đồng thuận chung với cùng xã hội trong cùng một thời kỳ, cùng một nội dung tuyên truyền ở trong tất cả các cơ quan thông tin đại chúng. Chỉ còn 2 ngày nữa, các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch hành động năm an toàn giao thông với quyết tâm cao nhất thiết lập trật tự kỷ cương an toàn giao thông trong phạm vi cả nước. Phấn đấu hàng năm giảm từ 5% đến 10% số vụ tai nạn, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông và từng bước cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Với sự phối hợp giữa hai ngành với nhiều giải pháp được triển khai trong năm mới, được chờ đợi là sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trong đảm bảo an toàn giao thông.